Hello bà con chú anh chị em đã đến với kênh của bé hạt tiêu nha. Bây giờ là không phải 11 giờ khuya. 11 giờ khuya vẫn còn sản xuất video nha cả nhà, cho là không có video đăng nữa. Nhân tiện là thấy chị Huyền với chị Hai đang phơi đồ. Giờ không có video đăng nên là hai chị em phải giặt đồ 11 giờ khuya để có video nha. Nói chứ khai trương mới giặt mới nha cả nhà. Không, hồi nãy em giặt nó không có nóng, tại vì nước của mình nó nóng á. Nhưng mà cái này nó có nóng không? Hôm nay mới được chị khán giả tặng mới giặt nên là mấy chị em khai trương giặt hai lần luôn. Trả lấy cái chậu đó, chị Hai bỏ đi. Một người máng, một người nữa, một người lên phơi ấy. Có nghe mấy giặt gì mà nó ngon cả nhé. Hồi nãy em cũng giặt được một đống quần áo đây, rất là nhiều luôn. Nó cũng sắp khô rồi. Ừ. Nó sắp đâu em coi coi. Có hơi á, nó sắp khô, phơi mai là mặc đi chơi được rồi đó chị Hai. Chơi được chưa? Hả? Cái gì chơi? Con người. Hả? Con người. Có người hả? Đâu? Thì em giặt nó cũng vậy mà. Dạ. Ừ. Nó ẩm ẩm. Người ta đi đâu nhỉ? Giờ này mọi dưới sông người ta chờ xuống. Hay là người ta đi bắt cá ta? Hôm nay chị Huyền ở Revo rồi nha cả nhà. Chắc có ba kênh thông báo chị Huyền vô ấy nhỉ? Bà Huyền ở đây cho thông báo và cả nhà có thông báo rồi. Cái Huyền ở đây thông báo rồi nha. Chưa. Mai Huyền ở đây đăng rồi nha. Chị Út lên trước rồi. Vậy hả? Chị Út lên từ nãy rồi mà. Vậy là đó còn bất ngờ nữa. Hôm nay chị Huyền đi vô với em trai, trời lúc đầu mới gặp chị Huyền nhỏ xíu. Xíu xíu luôn. Đâu có nhỏ đâu. Không, thấy rất là gầy nha, thấy gầy hơn thôi, hồi bữa về quê nha. Lúc về thì mập, lúc đi vô gầy, thấy cái gì cũng nhỏ nha mọi. Thấy cái gì cũng nhỏ xuống. Gầy cái gì cũng xuống hết trơn. Chị Huyền em tăng ký rồi đó chị Huyền. Em mà tăng ký cái chị chết. Thôi, em tăng ký rồi đúng không chị Hai? Hồi bữa đi mua trái cây em cân em được 25 ký đấy. Cái cân trái cây đó hả? Ừ. Có ai cân cân trái cây không? Đi kênh cứ bán trái cây á. Được 25 kg, 26 kg luôn. Mai nó khô á chị Huyền. Mai nó khô à? Giờ này 11 giờ khuya rồi. Phơi đồ 12 giờ rồi. Em vô em đi trong phòng em báo cái gọi 57. Ừ cũng được mà. Nó đâu có nhiễu nước đâu. Không biết đồ em mai khô không? Còn gin nữa. Hồi nãy em cũng vậy đó. Ừ. Tại vì đồ rất là nhiều. Nhưng mà mấy cái này nó cũng khô rồi. Rồi, chị Huyền với chị Hai phơi đi nha. Thôi em đứng quay đi. Thôi em phơi, em quay coi mọi người phơi quần áo mấy phút. Nãy giờ là 3 phút rồi đấy chị Hai. Nhanh đó, nhanh. Nhanh hả? 3 phút à, sắp xong rồi nè. Sắp xong chưa đâu, em còn thấy một đống quần áo chắc tầm 10 phút mới xong ấy. Cứ ở đó đi, em cứ quay đi đừng có xa. Nó chỉ tắt nha cả nhà chứ coi ha. Hai chị này phơi đồ mệt quá. Phơi chậm chạp quá thôi. Mẹ đưa phơi phụ hai chị nha. Ai bảo em xuống quay chị. Thôi để em phơi phụ cho. Hello, xin chào mọi chú chị em đây với kênh của bé Hạt Tiêu nha. Hôm nay mấy chị em chuẩn bị đi chơi nha. Nhưng mà đi chơi ở đâu thì cả nhà cứ xem hết video của bé Hạt Tiêu nha. Qua đi.
sao ta chẳng nhớ hơn. Màu đỏ nào? Rồi. Đi xe nhưng mà đi 7 người thì đi có 6 ghế nha, đây bảo nè. 8 người à? Ờ, đi mấy người đây? 8 người. 8 người mà 6 ghế thôi nha cả nhà. Đi về đi xe còn dài giá đó. Đi nó có khách chạy qua, đi có khách chạy qua. Bắt tài người kêu bắt tài thì có khách chạy qua có đặt. Ờ thì sao cũng được. Đây. Đi nó có khách bạn này chạy đi đâu? Chạy đi qua nhà chị Hai kìa. Ờ. Còn đi nó có khách thì chị chạy qua ông Khánh. Đây, đâu có tốn tiền. Thì em với nó chạy qua còn hai ghế nè. Đây, đây lời không? Đây. Đợi tốn tiền như hai ghế thì sao em ngành luôn đó. Thấy Úc không? Thấy Úc với Huyền không cả nhà? Thấy Úc với Huyền không cả nhà? Thấy lời chưa? Nếu mà có khách thì chạy qua bên cô chủ nhỏ này. Đó, chạy qua đây. Còn Úc mà có khách thì Úc chạy qua anh Khánh. Đấy. Đỡ tiền được hai bé. Ôi trời. Xong gấp quá cái thì cái son khoai lang không đổ nước ra chắc vàng nó hư luôn. À. Ủa, gấp quá rồi canh rồi nồi canh nồi thịt kho nữa. Về nó lên men. Về nó lên men hết luôn. Let's go. Bây giờ gia đình nhà mình sẽ đi lên nhà Bành Thị Năm nha cả nhà. Rồi, anh bye bye cả nhà, xuống nước quay tiếp nha. Hành trình đi lên nhà Bành Thị Năm nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha. Ai cũng đã lên vị trí ổn định mình hết rồi. Huyền thì đi mới hôm qua về tới hôm nay chạy tiếp tục cuộc hành trình nữa. Em biết là em ở Sài Gòn cho nên nó gần hơn một tí. Rồi. Không có biết là không có đến đi xong cái hồi nó cái tối nay mới quyết định là đi nên là con nhỏ mới về xong con nhỏ lại đi tiếp không không sao sao mà chết được mấy chị em cũng mình còn bệnh ấy, nên là thôi cái kiểu này đi lên nhà Năm đi chơi vòng đi rồi về xả xì chết rồi xả dữ chưa. Ờ, xả hay là ôm vô thêm không biết rồi nha cả nhà ơi. Chắc em nghỉ ôm á. Ôm hả? Ờ, ôm rồi đấy. Chắc không ôm đâu, ổn đấy. Tại vì tụi em bệnh hết rồi, có bị chịu hình cho bệnh hết. Ờ. Ôm bệnh rồi. Hên xui thôi. Hên xui nha. Hên xui thôi.